Ok, bây giờ gia đình mình đi vô đường hầm nha. Đó, trong này mình không biết. Đi, tiếp tục. Đó, trong đấy không biết có đèn không mà thấy hơi tối nha cả nhà. Ricky xin chào cả nhà nha. Ngày hôm nay Ricky đưa mọi người đi tới một cái Omen Key ở Hocking Hill tại Ohio. Và đây là mình tới đây có cái trèo núi nha. Có những cái hang động ở nơi này. Thì từ nhà Ricky chạy tới cái địa điểm này chỉ có trong vòng có 30 mile thôi. Thường thường nếu mà đường chạy thẳng chỉ có nửa tiếng thôi. Nhưng mà Ricky đi đường núi cho nên mất hết gần một tiếng đồng hồ nha cả nhà. Mọi người thấy trên đường đi dưới đồi núi, đèo, đường cong cong, quẹo quẹo rất khó đi nha. Không có dám chạy nhiều. Đây, ngày hôm nay là cũng là ngày thứ hai là ngày lễ của Memorial Day ở bên đất nước Mỹ này. Thì mọi người thấy không? Wow, parking đồ, xe đồ họ tụ tập đây rất là nhiều nha. Đó, rất là đông nha cả nhà. Ly đã tới rồi. Đây cả nhà, bây giờ mình vô mình đậu xe đi. Wow wow. Cẩn thận nha. Tới rồi. Đó, đội ngũ gia đình mình mới tới nha cả nhà. Thì ngày hôm nay thật sự ra người dân đi khá là nhiều. Parking đậu hai dãy mà chật kín luôn nha cả nhà. Và cái địa điểm này là nó cũng rất là cực kỳ là tốt nha. Dù ai có ai muốn làm party đem đồ ra ở đây nướng rồi nha. Nướng ăn. Đó, bây giờ thì gia đình mình hành trình nha cả nhà. Để mình tiếp tục đi vô trong cái những cái hang động này nó có những gì đẹp ở đây thì mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Ngày hôm nay là ngày lễ Memorial Day nha cả nhà. Bà con rủ nhau đi ra hưởng thụ không khí trong lành với cảnh thiên nhiên. Và ở trong này là có những cái hang động rồi nha. Và mình lội suối rồi, đèo núi rồi. Để mình đưa mọi người tới xem nha. Và hiện tại là cái cây này, cái Omen Key này nó rất là nổi tiếng. Wow, ở đằng trước kia là có nhà hàng, khách sạn gì chỗ kia. Ở xoay cũng xong rồi. Mấy năm trước là con tới chỗ này chưa xong. Cái building đó gì? Trước mấy năm về trước á, mình tới đó, nó đang xoay nhá. Đi ngang qua bên này vô chứ hay là đi qua đó? Đi đại cái đó nó đi. Ồ, trong này nó cho có restroom đồ cái đầy đủ nè. Đây chắc là the State Park. Cái này là nó làm cái kiểu mà giống như cho người mình restroom rồi cho người dân này. Wow, mọi người đỡ Ricky qua lại cho mọi người xem nha. Đó, đây là nguyên cái tòa nhà này. Để chút nữa mình vô mình trong mình quay cho mọi người xem nha. Đó, mấy năm trước thì Ricky tới đây là cái building ở đằng sau đó là họ xây. Mà bây giờ đã hoàn thành xong hết luôn nha. Ở đây họ xây restroom rồi cho dân tới đây để tham quan cái khu du lịch sinh thái này nha. Còn là thiên nhiên. Đó, bây giờ mình đưa mọi người lên trên. Ở phía dưới là có restroom. Để mình quay cho mọi người xem nha. Đây là một cái phong cảnh rất là đẹp. Đó. Và cũng có nhân viên ở đây làm và họ chỉ hướng dẫn mình chút nữa mình đi ra ở phía bên ngoài thì đi vô rừng đó.
cái Omen Cay này cực kỳ là nổi tiếng nha. Nếu mà mọi người muốn tới đây tham quan thì lúc nào cũng open nha cả nhà, lúc nào cũng có mở cửa chào đón tất cả mọi người tới đây. Và bên kia là có cái gift shop mà hôm nay họ đóng rồi nha. Đây, bây giờ mình đi xuống dưới lầu này cũng có coi này mọi người thấy không, ở làm bên trong này giống như một cái núi hang động cả nhà đó. Đó trong này này đó, mọi người thấy không, đẹp lắm. Đây là cái cảnh thiên nhiên này và có những cái hòn núi đá rồi đó cả nhà đó, những cái bức hình hình lên đây. Trong này mình đi vào cái mùa thường thường ở kia, đi vào cái mùa thu á thì cái lá nó vàng như thế này đẹp lắm. Thì bây giờ là mùa hè nha, thì cây cối rồi xanh, nước rồi mát, mình đi cũng rất là thoải mái. Và đi vào cái mùa đông nữa thì mình sẽ thấy những cái tảng đá nó đóng băng cực kỳ là đẹp đó cả nhà. Ở bên trong này họ xây giống như cái hang động này đó. Đây là đó cả nhà. Đó, thuộc gì là Hocking Hill nha, Omen Cay. Ok, bây giờ Ricky sẽ đưa mọi người ra ở phía bên ngoài nha cả nhà. Đó, mọi người thấy không? Ở phía đằng sau của Ricky nãy Ricky mới vô tham quan nha. Nguyên cái tòa nhà đấy họ mới làm xong đó và đỡ chào đón khách du lịch. Mình không biết thì mình vô đấy tìm hiểu thêm thông tin và họ có những cái những cuốn sách hướng dẫn cho mình nha. Đó thì đây là bây giờ Ricky đưa đi vào rừng nha cả nhà. Nguyên cái lane này nó rộng cực kỳ là rộng, mà đi nguyên hết cả ngày cũng chưa hết đó cả nhà, rộng lắm. Và đây là những cái hình ảnh cái cảnh thiên nhiên nha. Thôi, mọi người thấy không, đây là như một cái hang động đó cả nhà, đá suối rồi nước chảy rồi. Wow đó, bị vừa rồi bị trời mưa thì cũng bị nước nha, coi chừng nha. Thì tại vì cái đây là wow, coi cả nhà đó đang đi xuống, mình xoay lại cho mọi người xem. Đó, đây là cái cảnh hang đá nha, mọi người thấy không, cực kỳ là đẹp đó. Wow cả nhà, cái này mình đi vô đây rất là thú vị nha. Đây mình hy vọng đá đừng có đè mình nha. Được rồi, đẹp rồi, quá đẹp. Wow coi cả nhà. Rồi rồi. Đó mọi người thấy không? Đá nha. Cái này chắc lãng lên này. Đúng rồi, nhiều người đi lắm. Cẩn thận nha, nó bị ướt á. Nghe tao đi đâu rồi em? Được câu cá không? Rõ mọi người, đấy bên đó là nguyên cái suối nước đổ xuống nha. Nói đi cho nó đầu của mình đi đầy đủ cá. Đây cả nhà, đó nguyên cái tảng đá này, mọi người thấy chưa? Wow. Đó cả nhà. Ở đây thì cả nhà muốn tới đây thì mình sống ảo mà chụp những cái hình ảnh này thực tế luôn, đẹp lắm. Ôi trời. Cẩn thận nha. Mọi người thấy cái tảng đá này không? Đó, tảng đá từ vách núi mà tự nhiên luôn đó. Cái này là họ không có khai thác nha, họ chỉ làm những cái đường đi cho mình thôi. Đây là đây là cảnh thiên nhiên cả nhà. Ok, đây là cả nhà, nếu mà
một hai ba một hai một hai ba rồi đi đi cho ta đi kẹt kẹt đi cả nhà mọi người, nếu mà ai đã tới rồi thì Ricky đã tới rồi nhưng mà cũng thích tới lại lần thứ hai thứ ba nhiều lần nha, tại vì cái phong cảnh ở đây rất là thiên nhiên cả nhà, cực kỳ là đẹp luôn á, và những cái tảng đá và những cái hang động ở đây mọi người thấy không? Wow, cả nhà. Ở đây thứ gì chịu nổi. Đó, đây là hiện tại là mình đang ở dưới cái lòng một cái khẽ giữa núi này. Núi hai bên. Đó cả nhà. Cái này Ricky muốn chia sẻ mọi người nha, mình đi vào mùa nào cũng đẹp hết á. Bây giờ hiện tại là mùa hè thì mát mẻ, cây cối đồ lá đồ xanh tươi, nhìn cực kỳ là đẹp. Và mình đi vào mùa thu thì những cây lá ở đây là màu xanh, màu tím, màu đỏ, mọi thứ nha, cực kỳ là đẹp lắm. Wow, coi cái này này cả nhà. Ôi tảng đá này. Ôi tảng đá này. Cái này nếu mà có thời gian á thì mình đi hết nguyên cái đồi núi này. Mà sợ mình không có thời gian nha. Làm đã đẹp quá ha. Không, đang là cái tự nhiên chứ đâu có làm đâu em. Cái tảng đá là tự nhiên vậy luôn đó. Đó cả nhà. Wow, đây cả nhà. Đó. Phải không? Không phải đâu. Không đoạn lắm đó. Lì đi đâu vậy em Lì? Chụp hình hả? Yeah. Wow. Đẹp quá. Coi đây, hai bên chính giữa tự nhiên một cái thung lũng mà đá cách hai bên nha. Và cỡ cả cây cối ở dưới, nó mọc ở dưới này luôn cả nhà. Ở đây có cái dòng nước chảy này. Và trên này nước nó nhiều nhiễu xuống này cả nhà. Đi cả nhà, đó, gia đình cứ tới là chụp hình thôi chứ không biết làm gì luôn đó. Với những cảnh này đẹp. Ủa, sung sướng chưa? Quá sung sướng luôn nhỉ? Thì dân người Mỹ đổ nhau cũng loại núi loại sông vô những hang đá này nha cả nhà. Đó. Cỡ cả thank you. Cỡ cả ông già đi không nổi cũng muốn leo núi. Đó cả nhà. Đó. Ông bà già này cũng lớn tuổi rồi, đi cũng hơi cực khổ nhưng mà cũng ráng đi vô đây một lần để cho biết nha. Nếu mà ai ở thành phố ở tiểu bang Ohio hãy nên tới đây để trải nghiệm một lần nha, để cho biết những cái hang động thiên nhiên như thế này. Wow cả nhà. Đẹp quá. Phong cảnh đẹp quá. Đó. Ồ, Alex Anthony kia hả? Hello baby. Con đang nhìn gì đó. It's beautiful hả? Yeah. Đúng rồi. Cô vô đây. Cô
khung này đẹp, một khung đó. Dạ. Cô đứng ở trên khối. Ờ, mẹ đi đâu mà đẹp quá vậy? Mà đi leo núi. Leo núi à? Leo núi mang đồ vậy hả? Ừ. Giống đang ngồi bờ biển à. Cảm giác mẹ tới đây như thế nào? Vui. Vui không? Khỏe không? Phong cảnh tuyệt vời hả? Con sao kiểu mẹ đi nữa nhé. Đi nữa hả? Ồ, đây là đi lần thứ mấy rồi? Thứ hai rồi. Mẹ đi lần thứ hai rồi. Mà vẫn thích đi phải không mẹ? Đó, mẹ cũng là đi lần thứ hai rồi nha. Ở đây ai cũng đã tới rồi mà cũng vẫn thích trở lại nha. Quê cái cảnh thiên nhiên này cả nhà. Coi chừng té đấy em. Đá không à. Mọi người thấy cái tảng đá này. Cái này mà nếu mà cái tảng đá mà nó sập xuống không biết mình còn sống nổi không nữa. Quá đẹp. Đây cả nhà, cái đường đi bộ nha, bây giờ vô đó là một cái đường đi đường hầm. Đây cả nhà, để Ricky qua cho mọi người xem. Đó, vô đường hầm nha. Đó, không biết đi bao xa để thoát ra ở phía bên ngoài. Ok, ai đi vô, vô đi. Đó. Phải sắp hàng nha, cái đường này cũng hơi hẹp. Mà vô lỡ đó là nó sập xuống không biết làm sao đó. Ok, bây giờ cho mọi người đi đi, đi đi, đi đi, đi vô đi. Ai quay đi. Quay. Ok, bây giờ gia đình mình đi vô đường hầm nha. Đó, trong này mình không biết đi 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 đi, đi tiếp tục, tiếp tục. Đó. Trong đấy không biết có đèn không mà thấy hơi tối nha cả nhà. Tiếp tục, tiếp tục, go, go, go. Đó. Vô bị phải chờ hả, phải chờ hả? Tối lắm. Ok, 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 chờ một tí. Đây, cả nhà mình vô mình không thấy gì luôn nha. Không thấy gì luôn nha. Đó. Ồ, chỉ qua một đoạn đường cũng ngắn nha. Đó, qua hang động. Đây, 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 đây. Rồi, 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 đi. Một người, hai người, ba. Từ hang động ra nha. Qua cái tảng đá này cả nhà. Đó. Vui chưa, còn nữa không? Hết rồi, đó. Đây cả nhà, đó cái hang đá mà họ đục đi qua nha. Wow, tiếp tục cái chỗ này cũng là một cái tảng đá cực kỳ là đẹp luôn. Cái chỗ này là thấp nhất phải không? Đây cả nhà, gọi là Omen Cay Lower Fall. Đi thẳng tới nha. Omen Cay thì đi đây. Nó đẹp hơn hay là lô hơn? Which one? Omen Cay better. Nó có hai hướng đi nha cả nhà. Nếu mà mình đi Omen Cay thì nghe nói là Omen Cay thì nó cảnh nó đẹp hơn. Còn ở dưới Lower Fall thì cái cảnh mình cũng chưa đi, nhưng mà hôm nay mình chỉ đi Omen Cay đi qua cái hướng này. Đây cả nhà. Wow, đẹp quá. Đây tiếp tục nha. Bây giờ cái Omen Cay thì mình đi qua hướng này nha cả nhà. Và vô đây cái Omen Cay này mình chui qua luôn. Chui qua đường luôn đó. Chui qua đường đá luôn. Wow, cái hang này cực kỳ là đẹp nha. Cái hang động này đẹp nè cả nhà. Để Đức Kỳ quay xung quanh cho mọi người xem. Nó cũng có nhiều hướng đi nha. Ờ, mọi người đó, bây giờ ở hướng ở phía đằng trước kia này, chui vô cái đường đi vô cái hang nha, tảng đá đó. Đó, mọi người đang chui vô đó cả nhà, chui lên và đi lên ở phía bên trên kia. Wow, cả nhà coi mọi cái tảng đá này. Gì thích không gì? Hello gì?
cảm nghĩ gì tới lần đầu tiên ở đây hay là sao? Lần đầu tiên đi đến ở đây. Dì cảm thấy cái Omen Cay này, cái hang động này đẹp không? Rất là đẹp. Dạ. Nếu mà dì đi tới đây thì lần thứ hai, thứ ba thì dì có muốn đi nữa không? Lần thứ hai, thứ ba thì cái cũng sẵn mừng đến đây. Đẹp, đẹp quá hả? Ở đây không trang rất đẹp, mà thời tiết thì rất mát mẻ, phù hợp với phụ nữ. Dạ, dạ. Ở đây nhiều người họ đi tới chục lần mà không biết ngán luôn hả dì? Dạ, ok, bây giờ mình đi tiếp tục qua cái hướng bên kia đẹp nữa nè. Cái hướng bên đó, chui vô cái, tiếp tục cái hang. Dạ, đó, chui vô cái hang này nữa nè. Wow, cả nhà. Quá đẹp. Xa quá, xa quá. Cái này bảo đảm video này lên thì coi đã lắm. Đó, bây giờ tiếp tục qua nha. Đó, nhưng mà không thấy được. Đó. Đây đá họ cắt ra này cả nhà. Đó, họ làm cái đường đi để cho khách du lịch họ đi cho sự an toàn nha. Wow, của cái tảng đá. Wow, của cái tảng đá cả nhà. Thì ở trên đây mình nhìn xuống cực kỳ rất là sâu nha. Và những cái coi nó bị gãy xuống rồi đó. Nó cũng đã mục rồi. Đó, mọi người thấy không? Từ trên cái đồi kia nước đổ xuống nha. Thác nước. Nước trong gió luôn cả nhà. Cả nhà, ông này... tuổi cũng đã lớn mà cũng ráng bò lên để thử thách cái sự kiên nhẫn của mình như thế nào nha. Cũng rất là tội nghiệp. Thì Ricky cũng hy vọng mọi người còn trẻ nên đi những thử thách những cái núi như thế này để mình thử thách, chứ còn về già thì cũng đi cũng rất là khó khăn nha cả nhà. Trẻ mà không đi thì già đi phải bò á. Ở đây lên cái độ cao nó nhiều lắm. Tiếp tục leo vô hang động nha. Vào cả nhà coi cái tảng đá này. Coi này. Đẹp quá. Go. Coi cái hàng đá này. Nó xìa ra luôn á cả nhà. Đó, từ góc này không? Đó, nó xìa bên này. Đẹp quá vậy. Ở phía đằng trước mình nhìn xuống nha, hồi nãy mình ở dưới đấy bò lên nha. Coi cái tảng đá cả nhà, từ cái góc bên này đi qua phía bên này. Wow. Sáng lắm. Đồ em này đang múa này. Đang múa phim kiếm hiệp này. Đó, nó coi chừng rớt. Bị ngược chiều rồi. Em này đỡ núi nha. Không là núi đè. Thì cả nhà đã lên tới đỉnh này. Đang nhìn xuống, hồi nãy Ricky đang ở phía dưới đó nha. Đi đường đi đó là km. Rồi lại đỡ núi nữa hả? Cả nhà Ricky nãy giờ cũng đưa mọi người đi vô cái Omen Cay nha. Thì Ricky đi chỉ một vòng cái bên cái phía Omen Cay là
đá và những cái tảng đá và những cái dòng suối nước và cây cối rồi xung quanh đó, thì Ricky đã qua cho mọi người xem. Và nó còn một cái hướng đi nữa, Lower Fall, nhưng mà thì mấy đứa nhỏ thì nó đi nó cũng mệt quá rồi, nó không muốn đi nữa nha cả nhà. Thì đây là cũng một cái video ngày hôm nay Ricky dẫn mọi người đi tham quan dưới cùng với Ricky cái video ngày hôm nay. Đây là những cái cảnh thiên nhiên tại Hocking Hill, Omen Key tại tiểu bang Ohio. Nếu mà mọi người đến tới Ohio thì muốn đi trải nghiệm leo núi này, hoặc là vô những cái hang động thiên nhiên ở nơi này và cây cối ở đây, thì mọi người có thể bấm vô là Omen Key ở Hocking Hill, tiểu bang Ohio, thì sẽ họ cho cái địa chỉ mọi người tới đây để tham quan nha. Thì đối với mình thì Ricky đi đây là lần thứ hai, thì Ricky cũng khá là thích với những cái cảnh thiên nhiên và mát mẻ ở nơi này. Thì đây là cũng là một cái video ngày hôm nay. Bây giờ Ricky xin chào tạm biệt tất cả mọi người, hẹn gặp lại những cái video hay hơn, và Ricky sẽ cập nhật đến. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh và ủng hộ kênh của Ricky nhé. Bây giờ Ricky xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại những video tiếp theo.